Chào các thầy cô, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cài cái bản Storyline 3 nhất, là cái bản 3.1.1. Hôm trước cái bản 3 chấm tôi đã hướng dẫn các thầy cô cài rồi, thì cách crack của nó hơi phức tạp hơn, và thứ hai là chạy trên một số máy có thể nó có lỗi. Cái bản này nó chạy ổn định hơn, tôi sẽ hướng dẫn cho các thầy cô cài. Và cái link tải bộ cài ấy, gồm cả crack, thì tôi sẽ để dưới phần mô tả video, các thầy cô vào cái link đó để tải về. Cách làm như sau: một là các thầy cô mở cái thư mục mà tôi gửi cho các thầy cô, phần game ấy, thì có một là mở ra thì có một là crack, hai là cái story bài này, là cái file cài này, các thầy cô ấn vào đây. Và các thầy cô tích vào cái mục đồng ý okay. Đó, và install now. Các thầy cô chờ được khoảng 2-3 phút khi mà có hình máy, nếu mà có hình máy mà cáo thì nó không nhanh lắm, nó chạy xong. Máy tối là cái máy có cái 5 độ 4, nó vừa phải. Sau khi cài xong thì các thầy cô ấn chỉ, thì xong rồi á, thì trên màn hình của các thầy cô sẽ xuất hiện cái icon Storyline 3 này. Nhưng mà các thầy cô quan đã vừa ấn vào đây, bây giờ các thầy cô sẽ crack nó bằng cách thế này. Thầy cô vào cái thư mục cài đặt cái này ấy. Đây, vào đến chỗ bên cạnh này, các thầy cô mở cái crack ra. Và các thầy cô có cái file là activation, thì các thầy cô nhích chuột phải vào đây. Đấy, nó hiện ra cái tab này, thì các thầy cô sẽ chọn vào cái mục là run as administrator. Đây, tức là các thầy cô chọn mục thứ hai này. Đây. Yes. Tồn tại rồi. Okay. Đây. Như vậy là xong, các thầy cô đã cài đặt xong. Cài đặt xong rồi thì các thầy cô sẽ bây giờ ta thử mở lên xem nó có bị giới hạn hay không. Cái bản cài này các thầy cô cũng cần phải cài thêm flash nhé. Bản mới nhắn này các thầy cô chỉ việc là cài Storyline 3 xong là chạy. Vậy là cài đặt đã thành công đó, các thầy cô thấy chưa, cái bản này nó không bị giới hạn về thời gian gì cả. Các thầy cô muốn bắt đầu một cái dự án mới thì là project đó, bắt đầu làm. Nó không có gì thay đổi cả, những cái bản này tôi thấy là chạy khá ổn định. Cái bản trước tôi cài thì tôi thấy là thỉnh thoảng nó có một số lỗi, đôi khi ghi âm không được, đôi khi import file audio vào nó tốt lắm. Còn cái bản này thì chạy là khá là ổn định. Cảm ơn các thầy cô đã coi video, nếu mà hữu ích thì nhớ thầy cô ấn cho một cái nút like và đăng ký kênh YouTube giúp tôi có động lực để làm các cái video sau. Xin cảm ơn các thầy cô. Thầy cô nhớ là cái link tải tôi sẽ để ngay phần mô tả cả crack luôn.